sáng nha. Gầm rin nha, đây là gầm rin đầu xe, không có phủ ceramic luôn. Anh chị thấy không? Nè, không một tí là một bò. Em chào bà con nha, em về tiếp tục một mẫu Life City, em này sản xuất năm 2009, đời khá là cao nha cô chú anh chị. Life City máy 1.6, em này đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 7 lít trên 100 km, hai cụm đèn halogen nguyên bản theo xe nè, chất sơn rin còn, 75K 4200, một chủ từ đầu nha. Bật xe nó bộ áo màu bạc, xe đẹp không cô chú anh chị, tích hợp được chủ nhà đã lên xi nhan trên gương chiếu hậu rồi nè, một cặp xi nhan lên hết toàn bộ, đăng kiểm tháng 3, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Mâm là mâm đúc nguyên bản của dòng Life City nha. Thắng đĩa đầy đủ tính năng, biểu tượng của Daegu, 4 vỏ mới. Nè cô chú anh chị nè, vỏ là 85% luôn nha. Nước sơn quá là ok. Mâm nè cô chú anh chị, nhìn thấy mâm mới không? Mâm mới. Dòng này thì đồ đạc đi rất là thông dụng, dễ sửa, dễ thay nha cô chú anh chị. Tay nắm thì kết hợp chủ nhà đã mang toàn bộ chrome cho em nó rồi. Đây là tay nắm nè cô chú anh chị, keo chỉ là liền lẹt lắm. 4 là vỏ mới tinh nha. Dòng này trước thắng đĩa, sau là tăng bua, biểu tượng chữ Life City nè, Daegu. Xe này của thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha bà con. Ước sơn đẹp, không có dấu hiệu là chảy xước luôn. Đây anh chị, đây là phần tắp bi nè, chủ nhà kết hợp đã bọc toàn bộ 5D cho em nó rồi. Lóc khóa chị em an toàn, keo chỉ là rin hết. Anh chị thấy keo chỉ không? Keo chỉ hầu như rin hết, sạch sẽ hai bên những sóng gân nè, không có dấu hiệu là móp méo chiếc xe. Ghế kết hợp chủ nhà cũng đã bọc mới rồi, bọc caro 5D này mà. À, lên lót sàn 5D luôn, xe sạch sẽ nha. Em đang chân nỉ hết toàn diện nha cô chú anh chị. Phần tay gối phía sau là nỉ non nguyên bản luôn. Gần Noel rồi, cô chú anh chị mua mẫu này về chở gia đình đi chơi Noel rất là ấm cúng nha. Vì Noel tới rồi, thời tiết nó cũng lạnh nha. Đó, keo chỉ hầu như rin nha cô chú anh chị. Hai bên nè, đây là phần ghế, ghế là tương đối là sạch sẽ, chủ nhà bọc ghế mới toàn bộ rồi. Chúng ta có cái học để đồ, táp lô, táp bi, thảm chống nắng đầy đủ các tính năng này. Trang bị một cái màn hình cảm biến nha, lóc khóa mở cửa tự động từ sau nguyên bản luôn, củ số rin hết nè, từ phần bao da đến học con ngựa. Đó, bà con thấy xe sạch sẽ không? Xe này Trần Anh cũng đã dọn tới đỉnh rồi á. Đó, em dọn đẹp cho cô chú anh chị rồi. Dòng này mua về chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa nha. Dán toàn bộ phim cách nhiệt trên chiếc xe rồi, phim cách nhiệt chống nắng. À, phần tắp bi nè, bọc 5D, mở cúp điện thông minh nè, khá là ok. Keo chỉ hầu như rin nè anh chị nè, hai bên nè, chuẩn chưa? Lóc khóa rin đầu xe. Lắc nhẹ chìa khóa nó nổ máy rồi. Trợ lực nè, em này trợ lực cực kỳ là đầm. Cô chú anh chị thấy nhìn vô lăng không? Vô lăng không một tí là phai mờ. Đèn còi từ phần cua số rin hết. Máy lạnh AC đây. Mở phát lạnh nhắc nha cô chú anh chị nha. Trang bị màn hình Android, đầy đủ cái tính năng là YouTube, CH Play nha, các kiểu rồi. Máy lạnh đang mở đây. Tua máy nè, tua máy chất chưa, ngồi một chỗ nhồi 6 căn vòng luôn. Đó, xe quá là sạch sẽ luôn mà con, lấy về chạy thôi. Phía trong nè, những sóng gân dập nguyên bản của phần cốp sau rất là ok, tôn cực kỳ là mỏng nha. Keo chỉ hầu như rin hết, hai bên là keo chỉ nè. Đây cô chú anh chị, cô chú anh chị nhìn thấy sạch sẽ không? Quá là sạch sẽ luôn. Đây là phần cốp sau, đi đôi xe là 5 bông đúc nha cô chú anh chị nha. Mẫu Life City sẽ 5 bông đúc, tôn mỏng lắm, 75K 4200, một chủ từ đầu luôn. Anh chị trải nghiệm phần máy cùng với em nhé.
máy nổ đứng nổ không nghe tiếng động luôn. Phần để cách nhiệt của em nó này, không một tí gọi là rách rưới. Đây là những sóng gân dập nguyên bản của nhà sản xuất, không một dấu hiệu là móp méo nha cô chú anh chị nha. Bon điện đẹp chưa, keo chỉ nè, keo chỉ cho nó cabo nè, hầu như rin hết nha cô chú anh chị. Hai bên nè, hai bên chuẩn như nhau nè, đó, hai bên lường đây. Đèn đi đôi là đèn rin nha. Máy úp chụp nguyên bản nè, máy 1.6 thôi, không có độ hơi nè. Nước xoay kem còn đang bơm nhớt. Không một dấu tích gọi là độ hơi nhé. Dòng này số má là bao rin nè cô chú anh chị nha. Số má nè, số má là bao rin cho cô chú anh chị luôn nha. Chạy thời gian người ta cũng thay côn rồi. Đó, xe có sai là báo thay côn mới thay mâm mép nè. Đây là mâm mép nè cô chú anh chị. Bô chống nóng nè, nguyên bản nguyên rin hết. Chúng ta sẽ có bình khô, dầu sợi lực, hộp bảng chỉ dẫn còn trì và nước giải nhiệt nha. Hai bên là keo nguyên bản của nhà sản xuất lường nè. Đó, không có đâm ve cũng đụng được, máy êm. Máy cực kỳ là êm ái luôn. Đây là phần máy nè. Xe đẹp hay không cô chú anh chị coi nè, cảm biến khí thải nè. Đây là cảm biến khí thải, nó còn nguyên bản nè. Anh chị thấy không? Chất nụ. Nước sơn đẹp nha. Nói chung mẫu này sơn rim thì cũng còn chiếm tỷ lệ nằm tầm cỡ 50-55% thôi nha. Cửa cốp sau bốn cửa vẫn còn chất sơn rim nha cô chú chị. Sơn dặm có sau luôn. Có rồi. Đó là vậy nha. Xe nước sơn không có dấu hiệu là trầy xước đâu. Bà con chỉ việc mua về bà con chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa. Đây cô chú anh chị ạ. Trải nghiệm ngay phần máy cùng với phần gầm nè. Đây gầm bề nè. Ở gầm đời anh chính nè. Khá là sạch. Khá là sáng nha. Gầm rin nha. Đây là gầm rin theo xe. Không có phủ ceramic luôn. Anh chị thấy không? Nè. Không một tí gọi là một mọt. Gầm rim theo xe là không phủ ceramic nha. Được chưa? Cái gầm cỡ này nè. Ok không? Bà con đam mê bên trường anh Ba rú hồ sơ nha. Tại vì sắp tới đây cũng nghe nói công an nó đòi xe chính chủ nha. Cho nên là những mẫu xe trường anh bán ra, trường anh Ba rút hết cho cô chú anh chị luôn. Ra tên chính chủ chạy cho nó thoải mái. Đăng ký kênh ủng hộ cho em xin kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.